Ok, như vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái hàm Excel. Hàm này có tên là sum product. Nó rất là hữu ích để chúng ta, đặc biệt là các anh chị làm bên cái công tác gọi là tính toán đo bóc khối lượng phải nào, mà chúng ta sử dụng lập các cái bảng tính trên Excel, thì cái hàm này nó cực kỳ hữu ích. Ok, nếu các anh chị nào cảm thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái màn hình máy tính để chúng ta xem cái thao tác để thực hiện cái lệnh này. Ok, let's go. Ok, bây giờ thì tôi có một cái bảng khối lượng đó nè. Thì ở đây nếu mà chúng ta thực hiện gọi là thủ công á, gọi là thủ công, thì ở đây tôi muốn tôi có hai cái vùng. Cái này là số lượng, cái cột này là cột số lượng đó nè. Còn cái cột này là cột chiều dài. Bây giờ thì nếu mà tôi muốn lấy cái số lượng nhân với chiều dài này, số lượng nhân rồi sau đó tôi tính tổng lại xem thử cái chiều dài nó đạt bao nhiêu. Thì ở nếu mà chúng ta thực hiện thủ công đó, gọi là thủ công nhưng mà phải sử dụng hàm đó nè. Thì đó tôi lấy số lượng nè, nhân cho chiều dài nè. Đó. Sau đó kéo xuống nè. Nhân lại rồi tính tổng lại. Đây, sum, dùng lên sum đó là tính tổng lại. Đó, nó kéo lên 88,905 m. Thì thay vì chúng ta thực hiện hai ba cái thao tác như vậy thì nó cũng khá là mất thời gian. Thì trong Excel chúng ta có một cái hàm gọi là sum product. Đây, sum product này. Chúng ta chọn cái vùng thứ nhất. Nào, sau đó chọn cái vùng thứ hai. Thì nó sẽ tự động hiểu, nó sẽ lấy các cái giá trị trên cùng một hàng này, nó sẽ nhân tích lại với nhau, sau đó nó tính tổng lại. Enter. Đó. Thì ở đây chúng ta có giá trị là 88,905 bằng phía này phải nào. Thế thì cái hàm sum product này nó rất là hiệu quả khi mà chúng ta tính toán đo bóc khối lượng, thì các anh chị có thể sử dụng cái lệnh này. Ok. Vậy thì cái video kết thúc tại đây. Nếu như các anh chị nào cảm thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh. Chúc cho tất cả các anh chị thành công.